Lời đầu chơi xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Audio miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube em phát triển. Hôm nay là ngày 22 tháng 4, em xin hãy giới thiệu tiếp đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Tech với model của nó là CDP 4500. Đây là một chiếc đầu đã được bác khách ở thành phố Vũng Tàu đã chuyển đủ tiền đặt mua với giá là 1,6 triệu đồng. Đây là bác khách quen, bác đã mua khá nhiều cái sản phẩm bên em từ đầu đĩa âm ni, thậm chí cả loa. Thì hôm nay thì em đã vệ sinh xong và em làm cái video test để trước khi gửi hàng đi cho bác chủ được biết, cũng như anh em nào mà chưa biết sản phẩm này cũng được tham khảo và chiêm ngưỡng. Thì chiếc đầu này được sản xuất năm 1991 ạ, với giá xưởng của nó là 45.000 yên. Đấy, nó tương đương với khoảng độ 11 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại đấy ạ. Đấy, và giá bây giờ em bán chỉ có 1,6 triệu đồng thôi ạ. Có đáng để chơi không bác? Ở chiếc đồng này thì sở hữu size ngang của nó là 43,5 cm, chiều cao của nó 12 cm và chiều sâu của nó là 29 cm. Nó nặng là 5,8 kg, đấy, gần 6 cân. Con này thì dùng mắt đọc của Sony 210, rất dễ thay thế và không kén đĩa. Và dùng con chip rẻ mã FAA của Philips đấy ạ, 7350. Cho ra chất âm là 20 bit rất là sạch sẽ và chi tiết dày dặn. Những sản phẩm của Philips thì vẫn rồi, đấy là quá nổi tiếng rồi. Và cái điều đặc biệt nữa của chiếc đầu này, các bác nhìn trước màn hình ạ, nó là màu xanh bộ đội các nhé, màu xanh bộ đội rất là đẹp mắt, thoáng mà nhìn thì nhìn tưởng là màu đen nhưng không phải, đây là màu đen các bác này. Đấy, các bạn nhìn cái cửa đấy ạ, cửa đĩa này là màu đen. Còn đây, đấy, mặt phanh nhôm các nhá, màu màu xanh bộ đội. Rất là đẹp mắt mà cực hiếm luôn. Em bán cũng rất là nhiều đầu CD rồi nhưng mà chưa có chiếc đầu của đời này, thậm chí cả những hãng khác cũng không có cái màu này, rất là đẹp mắt nhá. Và em này thì về cũng khá là đẹp các bạn, cả phần ngoại hình đến phần nội thất rất là mới luôn. Và nên là nó là cái dòng đời mới nên là thiết kế cửa đĩa ở giữa đồng hồ quát màu vàng, đấy, rất là đẹp. Và đây là phần ngoại hình thì em quay chi tiết cho bác xem. Đấy, này nó là màu xanh của đội các bác ạ, nó khác hẳn màu đen, đây màu đen đây này. Đấy, cực là hiếm và độc luôn, rất là đẹp. Tem nổi tách kìa, phần lắp lưng của nó rất là đẹp các bác ạ, nó là mới luôn. Đây có một cái vết sức nhẹ đây. Đấy, không đáng kể, nhỏ thôi. Đấy, chấm nhỏ thôi. Để mà chơi hàng bãi mà bằng đẹp xuất sắc thì khó lắm các bác ạ. Đấy. Đây ạ. Model của nó là CDP 4500. Điện 100V, công suất của nó 14W, được sản xuất tại Đài Loan, made in Taiwan. Có hai đường analog ra. Đấy, và có đường cổng quang ra, màu đỏ hoạt động bình thường. Đấy nhé. Đây là bảo quản vết xước đây. Và đây thì em mở phần nội thất bên trong ra để cho các bác được thưởng thức, chiêm ngưỡng. Nội thất bên trong còn rất là mới nhá, mới. Và đây ạ, con chip mã nó nằm dưới này, SA 7350 đấy, nằm phía dưới này. Đấy. Hai vị mạch luôn. Đấy, mắt đọc thì mắt đọc của Sony. Đây em đã để cái đĩa bên trong đây rồi. Mắt đọc Sony 210, dễ thay thế và không kén đĩa. Đấy, rất là mới luôn, duy nguyên bản hết. Đấy. Đây là phần đáy. Đấy, có chiếc đầu này. Con này thì cái phần nội thất của nó giống hệt con Tích 5 đấy nhá.
tích 5 nó chỉ khác phần ngoại hình thôi, còn cấu hình máy không khác nào. Đấy, bác nào mà theo dõi kênh YouTube thường xuyên thì bác cứ nhìn cái con tích 5, rất tích 5 và nội thất của con 4500 này cũng y hệt nhau, nó chỉ khác phần ngoại hình thôi các bác nhé. Đấy, khác phần ngoại hình mà giá thành nó đội lên rất là cao. Đấy. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho các bác được thưởng thức. Thì em giới thiệu các bác một cái CD của Trần Thái Hòa là đĩa sao chép đấy, đầu đầu tốt đĩa sao chép và đĩa lòng vàng cũng như đĩa lòng xanh, còn đĩa chợ thì em không đảm bảo cho các bác nhé. Bởi sao? Bởi vì nó không đảm bảo chất lượng, thế là em không thể đảm bảo cho bác được. Đấy. Đã nhận bài luôn. Số điện thoại của em là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Em còn khá nhiều đầu CD trong một khúc từ 800 ngàn đồng trở lên đến vài triệu đồng, rồi âm ni cũng như là loa, hoặc là mà có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp em. Rồi các bác đeo tai phone vào để thưởng thức ạ. Trên bến năm xưa ngày nào em tiễn đưa anh nghẹn ngào, nhìn nhau bâng khuâng nao nao, ôi buồn sao. Xa lũy tre xanh dịu hiền, xa chốn thân yêu mặn nồng, vai súng hiên ngang hẹn cùng người cũ. Mong anh ngày về khi ánh vinh quang tràn trề, là khi quê hương thân yêu thôi lầm than. Bông lúa tươi trên ruộng đồng thanh thoát tiếng ca diều lầm, xen với tiếng tiêu mục đồng lứa thêm. Chiều chiều ngoài biên nhìn ra khơi ngàn sóng biếc, mơ đến em bên bên sông buồn trông chờ. Em buồn rằng xa xôi tình đôi ta dù chia phôi, gác sâu đời anh em nhé. Đôi duyên tình xưa trong ánh vinh quang rộn ràng, anh bước hiên ngang về làng, niềm vui dâng cao trong câu thanh bình ca. Quên tháng năm qua đợi chờ, tay nắm tay nhau hẹn hò, chung đắp xây lại cuộc đời thái hòa. Đọc rất là tốt. Những đường xa thường thường
hai đứa dắt nhau cười cười, mắt dài xưa thắm mộng đời. Dù cho mưa gió bên mái tranh nghèo, dù cho nắng dù cho sương khói mịt mờ, niềm thương yêu hằng xin mãi mãi không hề phai. Nhớ đêm nào trên bến tìm sao, hai đứa nhìn nhau không nói một câu, như thầm mơ ước, ước mơ dạt dào, như thầm hẹn nhau mùa sau. Xin phép được dừng video tại đây. Thì chiếc đầu này em đã bán với giá 1,6 triệu đồng rồi. Đấy, và em còn một chiếc đầu lửa màu đen, nó chỉ bị cái lúm này hơi thụt vào trong thôi. Đấy, giá cũng rất là rẻ. Thì anh em nào có nhu cầu. Đấy. Một chiếc đầu giá thành rẻ, chất đâm hay, ngoại hình đẹp và các bác. Đấy, và lại độc nữa luôn, để mà kiếm một cái chiếc đầu có màu xanh bộ đội này cực là hiếm. Đấy. Rồi, em xin giới thiệu em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp các bác ở video sau ạ.